Mọi người ơi, nhớ nhé, chiều 26 này thì sẽ có một buổi fan meeting của Quỳnh Cun. Nên là hy vọng mọi người sẽ đến. Bây giờ thì Quỳnh đang tập kịch ở trên nhà hát kịch Hà Nội. Dập đặt vô đâu? Vừa mới về hôm qua rồi chị để đấy. Cảm ơn mọi người. Mọi người nhớ chiều 26 nhé ạ. Chiều 26 sẽ có một buổi fan meeting. Và bật mí đó chính là hôm đấy Trung Ruồi sẽ làm MC trong buổi fan meeting đấy của Quỳnh. Rất là hy vọng mọi người sẽ đến để chúng ta cùng giao lưu. Và sẽ có những trò chơi rất là thú vị. Về nhà ai kia.